Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh S Channel, mình là Ngọc Vi. Vừa rồi thì S Channel đã gửi đến cho các bạn video so sánh giữa lát ship đời cũ iPhone 5S và chiếc Samsung Galaxy A8 smartphone tầm trung mới của nhà Samsung. Và đúng như lời hứa với các bạn thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện phần còn lại của video, đó chính là bài so sánh hiệu năng giữa hai chiếc máy này. Chúng ta hãy xem là iPhone 5S với con chip độc quyền của Apple và RAM 1GB liệu có giành được phần thắng trước Samsung Galaxy A8 sử dụng con chip 5430 độc quyền của Samsung và RAM 2GB không nhé. Trước khi bắt đầu phần thi chính thì ngày hôm nay mình sẽ hơi đi ngược một chút, là chúng ta sẽ bắt đầu phần thi phụ trước. Bởi vì như chúng ta đã biết về cái tính năng đa nhiệm của Samsung, cho nên là mình muốn bắt đầu phần thi phụ để chúng ta xem là khi mà cùng lót một tựa game và ứng dụng cùng lúc thì hai chiếc máy này chiếc máy nào sẽ vào nhanh hơn và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của phần thi chính nhé. Và tất nhiên là cả hai chiếc máy của chúng ta đều được reset để đảm bảo tính công bằng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là camera của iPhone 5S đã vào nhanh hơn so với Galaxy A8. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tựa game đầu tiên, tựa game quen thuộc Temperance 2. 1, 2, 3. Xem nào. Như vậy thì chiếc Galaxy A8 của chúng ta đã vào game trước, trong khi đó thì iPhone 5S vẫn đang lót và bây giờ là lót xong rồi. Và tỷ số hiện tại là 1-1, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tựa game tiếp theo nhé. Dead nào. Để xem. Wow, như vậy thì iPhone 5S đã vào trước rồi. Không biết là có phải như một số bạn thường hay nói là do tựa game này đã được tối ưu cho iPhone hay không, mà nó đã bỏ qua phần loading như là ở iPhone A8 và vào game luôn. Tỷ số hiện tại của chúng ta là 2-1 nghiêng về cho iPhone 5S. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tựa game Smart Hit. Wow, như vậy thì Galaxy A8 đã giành chiến thắng một cách suýt sao trong tựa game này rồi. Tỷ số đã được san bằng 2-2 cho Galaxy A8, và chúng ta sẽ đến với tựa game cuối cùng và tựa game quyết định, Alpha 8. Và tựa game này cũng sẽ là quyết định chiến thắng của phần thi phụ đây. Chiếc máy nào sẽ giành chiến thắng đây? Chúng ta chờ xem nhé. Như vậy thì Galaxy A8 đã vào game trước, trong khi đó thì iPhone 5S chậm chân hơn khoảng 2-3 giây gì đấy. Cuối cùng thì vòng thi phụ của chúng ta đã kết thúc với phần thắng nghiêng về cho Galaxy A8 với tỷ số chung cuộc là 3-2. Còn bây giờ đây thì hãy đến với cuộc đua chính thức của ngày hôm nay. Mở đồng hồ lên nào, bắt đầu tính giờ, cài đặt. Bây giờ là camera. Có vẻ là A8 đã chậm chân hơn ở khoảng camera rồi. Trong khi đó thì iPhone đang băng băng đến với tựa game đầu tiên Temperance 2. Galaxy A8 thì đang đuổi ngay phía sau, liệu có kịp hay không? Nhanh lên nào. Vẻ là hơi chậm chân, vẫn hơi chậm chân hơn một chút rồi. Cố lên nào. Và bây giờ thì chúng ta đang đến với tựa game Smart Hit. Galaxy A8 vẫn đang đuổi ngay phía sau rất là suýt sao với iPhone 5S. Bây giờ thì chiếc iPhone 5S của chúng ta đã đến với tựa game cuối cùng là Alpha 8 rồi. A8 cũng vậy luôn. Để xem chiếc nào, liệu là chiếc smartphone nào sẽ giành chiến thắng vòng đua đầu tiên đây. Như vậy thì iPhone 5S đã hoàn thành vòng đua đầu tiên trước với 43 giây. Và bây giờ thì đang băng băng về đích. A8 cũng đã hoàn thành vòng đua đầu tiên của mình với khoảng thời gian là 51 giây. Và đang cố gắng để đuổi kịp. Nhưng mà có lẽ là vô vọng. Bởi vì chiếc iPhone 5S của chúng ta không phải loát lại bất kỳ tựa game và ứng dụng nào. Cho nên là đã hoàn thành cả hai vòng đua của mình với khoảng thời gian rất ngắn, chỉ 1 phút 1 giây mà thôi. Trong khi đó thì Galaxy A8 như thường lệ của các dòng Samsung đang phải vất vả để lót lại các tựa game và ứng dụng. Khoảng thời gian chênh lệch cuối cùng có lẽ là sẽ là khá lớn đây. Và wow, cuối cùng cũng đến với tựa game cuối rồi. Alpha 8, lót nhanh lên nào. Người ta xong tự bao giờ rồi. Như vậy thì cuối cùng cũng đã xong và chiếc Galaxy A8 của chúng ta hoàn thành cả hai phần đua của mình với 1 phút 44 giây. Khoảng thời gian của cả hai vòng đua thì chênh lệch khá là lớn. Thế nhưng mà chúng ta đều biết là về tính năng đa nhiệm của Samsung rồi, cho nên là đó cũng là lý do mà mình đã thực hiện phần thi phụ trước đó. Nếu như chúng ta chỉ xét kết quả của vòng đua thứ nhất thì khoảng thời gian chênh lệch của cả hai chiếc máy này vào khoảng 7 đến 8 giây. Nếu mà trừ thao tác ra thì tức là vào khoảng 4 đến 5 giây.
Khoảng thời gian chênh lệch 4 đến 5 giây này cũng sẽ không tạo ra nhiều khác biệt trong quá trình sử dụng của chúng ta. Dù vậy thì có thể kết luận một điều là chiếc iPhone 5S của chúng ta mặc dù là flagship đời cũ đã ra mắt một thời gian khá lâu rồi nhưng mà cũng không hề chịu lép vế với một chiếc smartphone tầm trung một chút nào. Như vậy thì mình vừa hoàn thành xong bài so sánh hiệu năng giữa Samsung Galaxy A8 smartphone tầm trung dòng A mới nhất của nhà Samsung và chiếc iPhone 5S flagship đời cũ của Apple. Kết hợp với bài so sánh trước đó thì theo các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào? Đừng quên để lại ý kiến của mình bằng những comment chia sẻ bên dưới nhé. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại.